Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đau đau và Jill cùng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Jill, hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc mang đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giấc quân quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau, bởi cười anh giặc đang khổ đau. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny, dân papa, ăn đường phải không, không papa? Nói lào phải không, không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny, dân papa, ăn đường phải không, không papa? Nói lào phải không, không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Má lúng liếng cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn Chân, Chân, Chân. Má lúng liếng, cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn Chân, Chân, Chân. Buộc dây dây đi, 3 4 gọi cánh cửa to, 5 6 nhặt que lên đi, 7 8 chạy chung ra sân, 9 10 một chú gà béo, 11 12 đào và sười, 13 14 nhân viên phục vụ, 15 16 họ trong nhà bếp, 17 18 họ cởi thức ăn, 19 20 dìa trong chân rồi. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Mặt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Mặt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Nào tổng, nào hồng, nào má, nào cầm. Mắt cá khuỵu tay, chân và mông, chân và mông. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Nào mặt, nào tai, nào chân, nào miệng. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Nào mặt, nào tai, nào hông, nào miệng. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Vai với gối đầu, các ngón chân, các ngón chân. Vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào miệng, nào mũi. Vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Ha ha ha!
Ôi, thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với túi to và cái nắp. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa chặt chặt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc hôn uống. Sáng mai sẽ quay lại với hóa đơn thanh toán. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ. Có lên thưa vâng ba chiếc tôi đầy đầy của ông đây kia của phu nhân và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu bé bé có bạn nào có lên thưa vâng ba chiếc tôi đầy này của ông đây kia của phu nhân và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Thật đáng thương, hôm chi đâm chi anh ấy luôn bị ngã. Chi ngồi trên bức tường, hùng chi đâm chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng chi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng chi đâm chi ngồi trên bức tường, hùng chi đâm chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hâm chi một lần nữa nguyên vẹn. Hâm chi đâm chi ngồi trên bức tường, hâm chi đâm chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to vàng quân lính của nhà vua không thể ghép hâm chi một lần nữa nguyên vẹn. Đâm chi ngồi trên bức tường, hùng chi đâm chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng chi một lần nữa nguyên vẹn. Bạn có là em thấy vui vẻ ngày hôm nay không? Vì vậy chúng ta hãy hát một bài hát vui vẻ nào. Nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Nếu bạn biết bạn vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng bạn cũng muốn chỉ cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng dậm chân. Nếu bạn biết bạn vui vẻ hãy cùng dậm chân. Và bạn biết bạn đang vui mừng bạn cũng muốn chỉ cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng dậm chân. Nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng buông tay. Nếu bạn biết bạn vui vẻ hãy cùng buông tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng bạn cũng muốn chỉ cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng buông tay. Nếu bạn biết bạn đang
mèo bằm bếp và bao cua ve hay là hung ray. Và bằm bếp bà đang vui mừng bao cua muôn chỉ cho chúng mình. Và bằm bếp bà đang vui ve hay là hung ray. Nếu bằm bếp bà đang vui ve hay cùng vỗ tay. Nếu bằm bếp bà đang vui ve hay cùng vỗ tay. Và bằm bếp bà đang vui mừng bao cua muôn chỉ cho chúng mình. Và bằm bếp bà đang vui ve hay cùng vỗ tay. Mọi người hãy bắt đầu chèo thuyền. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui giống như một giấc mơ. Thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là thò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là thò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo, chèo, chèo thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, giống như một giấc mơ. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Chú theo Mary đi học một ngày, học một ngày, học một ngày. Chú theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy chú con ở trường. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nán ở lại. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên kiên kiên, nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, đến khi Mary ra về. Tại sao cô thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary. Tại sao cô thường yêu thương Mary, trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Ngọn tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay chi, bạn ở đâu?
tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đau đau và Jill cũng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Jill, hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giật quần quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau, bởi cười anh Giác đang khổ đau. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không? Không papa. Nói lào phải không? Không papa. Mở miệng ra mau. Ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không? Không papa. Nói lào phải không? Không papa. Mở miệng ra mau. Ha ha ha. Má lúng liếng, cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn Dân, Dân, Dân. Má lúng liếng, cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn Dân, Dân, Dân. Buộc dây dây đi, ba bốn gọi cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, mười một mười hai đào và sợi, mười ba mười bốn nhân viên phục vụ, mười lăm mười sáu họ trong nhà bếp, mười bảy mười tám họ chờ thức ăn, mười chín hai mươi dìa trong chân rồi. Vài gối và đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Vài gối và đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vài gối và đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Mặt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Mặt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Nào thồng, nào hồng, nào má, nào cầm. Mắt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Nào mặt, nào tai, nào chân, nào miệng. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Nào mặt, nào tai, nào hông, nào miệng. Ngón
con tay và tay, môi và chân, môi và chân. Vai với gối đầu, các ngón chân, vai gối và đầu, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào miệng, nào mũi, vai gối và đầu, các ngón chân của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với túi to và cái nó. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc không uống, sáng mai sẽ quay lại với hơi lớn thanh toàn. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi rồi. Vì thế cô Eileen gọi bác sĩ nhanh nhanh và bác sĩ đem với túi to và cái nắng. Ông ấy đưa cái tay lên gõ cửa thật thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó rồi viết lên giấy cho một viên thuốc thuốc uống, sáng mai sẽ quay lại và hóa đơn thanh toàn. Cừu kêu pe pe có ban nào có lên. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Này của ông đây, kia của phu nhân. Và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu pe pe có ban nào có lên. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Này của ông đây, kia của phu nhân. Và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia.
Thật đáng thương, hâm chi đâm chi, anh ấy luôn bị ngã. Hâm chi đâm chi ngồi trên bức tường, hâm chi đâm chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hâm chi một đàn ngựa nguyên vẹn. Hâm chi đâm chi ngồi trên bức tường, hâm chi đâm chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hâm chi một đàn ngựa nguyên vẹn. Ngồi trên bức tường, hâm chi đâm chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to vàng quân lính của nhà vua không thể ghép hâm chi một đàn ngựa nguyên vẹn. Hâm chi đâm chi ngồi trên bức tường, hâm chi đâm chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to vàng quân lính của nhà vua không thể ghép hâm chi một đàn ngựa nguyên vẹn. Bạn có cảm thấy vui vẻ ngày hôm nay không? Vì vậy chúng ta hãy hát một bài hát vui vẻ nào. Nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Nếu bạn biết và bạn vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng, bạn cũng muốn chia cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng dậm chân. Nếu bạn biết và bạn vui vẻ hãy cùng dậm chân. Và bạn biết bạn đang vui mừng, bạn cũng muốn chia cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng dậm chân. Nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng buông tay. Nếu bạn biết và bạn vui vẻ hãy cùng buông tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng, bạn cũng muốn chia cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng buông tay. Nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hay là hooray. Nếu bạn biết và bạn vui vẻ hay là hooray. Và bạn biết bạn đang vui mừng, bạn cũng muốn chia cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hay là hooray. Nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hay cùng vỗ tay. Nếu bạn biết và bạn vui vẻ hay cùng vỗ tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng, bạn cũng muốn chia cho chúng mình. Bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng, bạn cũng muốn chia cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Nào tất cả mọi người hãy bắt đầu chèo thuyền. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là thò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là thò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Hey!
Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Chú theo Mary đi học một ngày, học một ngày, học một ngày. Chú theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy chú con ở trường. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nan ở lại. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên kiên kiên, nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, đến khi Mary ra về. Tại sao cô thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary? Tại sao cô thường yêu thương Mary? Trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Ngọn tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đau đau, và Jill cùng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Jill, hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giấc quân quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau, bởi cười anh Giác đang khổ đau. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa? Nói lào phải không không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa? Nói lào phải không không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha.
lúng liếng, cầm trẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn Chân, Chân, Chân. Má lúng liếng, cầm trẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn Chân, Chân, Chân. Buộc dây dây đi, ba bốn gõ cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, mười một mười hai đào và sười, mười ba mười bốn nhân viên phục vụ, mười lăm mười sáu họ trong nhà bếp, mười bảy mười tám họ chờ thức ăn, mười chín hai mươi dìa trong chân rồi. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Mặt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Mặt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Nào tổng, nào hồng, nào má, nào cầm. Mắt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Nào mặt, nào tai, nào chân, nào miệng. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Nào mặt, nào tai, nào hông, nào miệng. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Vai với gối đầu, các ngón chân, các ngón chân. Vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào miệng, nào mũi. Vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Mời mời Mary ra đi, người mẹ lo con theo sau.
Ôi, thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với túi to và cái nó. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa chặt chặt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc không uống. Sáng mai sẽ quay lại với hơi lớn thanh toàn. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ. Thưa vâng, thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Đầy của ông, đầy kia của phu nhân. Và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu bé bé, có bạn nào có lên. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Này của ông, đây kia của phu nhân. Và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Thật đáng thương, hôm chi đâm chi, anh ấy luôn bị ngã. Ngồi trên bức tường, hùng chỉ đông chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhau ùa, không thể ghép hùng chỉ một lần nữa nguyên vẹn. Hùng chỉ đông chi ngồi trên bức tường, hùng chỉ đông chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhau ùa, không thể ghép hùng chỉ một lần nữa nguyên vẹn. Ngồi trên bức tường, hùng chỉ đông chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to vang quân lính của nhau ùa, không thể ghép hùng chi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng chỉ đông chi ngồi trên bức tường, hùng chỉ đông chi ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to vang quân lính của nhau ùa, không thể ghép hùng chi một lần nữa nguyên vẹn. Bạn có cảm thấy vui vẻ ngày hôm nay không? Vì vậy chúng ta hãy hát một bài hát vui vẻ nào. Đều bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Đều bạn biết và bạn vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng bạn cũng muốn chỉ cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng vỗ tay. Đều bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng dậm chân. Đều bạn biết và bạn vui vẻ hãy cùng dậm chân. Và bạn biết bạn đang vui mừng bạn cũng muốn chỉ cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng dậm chân. Đều bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng buông tay. Đều bạn biết và bạn vui vẻ hãy cùng buông tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng bạn cũng muốn chỉ cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hãy cùng buông tay. Đều bạn biết bạn đang
Nếu bạn biết và bạn vui vẻ hay là hôm nay, và bạn biết bạn đang vui mừng, bạn cũng muốn chỉ cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hay là hôm nay, nếu bạn biết bạn đang vui vẻ hay cùng vỗ tay. Nếu bạn biết và bạn vui vẻ hay cùng vỗ tay. Và bạn biết bạn đang vui mừng, bạn cũng muốn chỉ cho chúng mình. Và bạn biết bạn đang vui vẻ hay cùng vỗ tay. Nào tất cả mọi người hãy bắt đầu chèo thuyền. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, nếu bạn thấy cá sấu nổi lên đừng quên là thò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, nếu bạn thấy cá sấu nổi lên đừng quên là thò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cừu ta lon ton theo sau. Chú theo Mary đi học một ngày, học một ngày, học một ngày. Chú theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Cụ con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy cụ con ở trường. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nan ở lại. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên kiên kiên, nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, đến khi Mary ra về. Tại sao cụ thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary? Tại sao cụ thường yêu thương Mary? Trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cứu ta lon ton theo sau. Ngọn tay cha, ngọn tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay mẹ, ngọn tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay anh, ngọn tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay chi, ngọn tay chi, bạn ở đâu?
tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Chắc và Jill cũng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đau đau và Jill cũng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Jill, hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Jill cũng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ, mang nước sạch trong về cho mẹ yêu. Cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc mang đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giấc quân quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau, bởi cười anh Giác đang khổ đau. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa? Nói lào phải không không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa? Nói lào phải không không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Má lúng liếng cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc cợt sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá. Cô giáo thương, đó là bạn Chân, Chân, Chân. Má lúng liếng, cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc cợt sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá. Cô giáo thương, đó là bạn Chân, Chân, Chân. Buộc dây dây đi, ba bốn gõ cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, 11 12 đào và sười, 13 14 nhân viên phục vụ, 15 16 họ trong nhà bếp, 17 18 họ chờ thức ăn, 19 20 dìa trong chân rồi. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vài gối va đầu cắt ngón chân, cắt ngón chân. Mặt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Mặt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Nào tổng, nào hồng, nào má, nào cầm. Mắt cá khiêu tay, chân và mông, chân và mông. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Nào mặt, nào tai, nào chân, nào miệng. Chân với bụng mềm, cầm và tay, cầm và tay. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Ngón tay và tay, môi và chân, môi và chân. Nào mặt, nào tai, nào hông, nào miệng. Ngón tay
và tay, môi và chân, môi và chân. Vai với gối đầu, các ngón chân, vai gối và đầu, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào miệng, nào mũi, vai gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân.